Xin chào anh em nhé. Đây gara BMT lại trở lại. Anh em đang bỏ con máy của máy ớt này. Con này đời 2014 nên là khách hàng chạy nó thì lại ăn dầu nó quá cao nhé. Trong quá trình thăm khám là quyết định là cổ máy ra kiểm tra, xong nếu mà trường hợp mà tất cả chỉ số nó vẫn ok thì mình sẽ làm phương án là tiểu tu. Cái lắp ra này. Khách hàng cũng rất chịu khó thay dầu. Nhìn dầu rất là đẹp. Mặt vàng óng. Nhưng mà tỷ lệ ăn dầu rất cao nhé. Con này chạy 5.000 cây mà phải bổ sung 2 lần dầu được. Xuống 2 lần dầu. Cái côn anh em tháo ra này. Đấy. Lá côn này. Lá côn này là xịn này. Đấy, nhưng mà cái lá côn nó mòn. Mòn hết này, mòn vẹt này. Gần như là đến đinh tán thôi. Đấy, cái đinh tán nó sát sẵn này. Đấy, nhìn này. Đây này, con này tháo ra phát hiện được cái vấn đề nó bị hở nước ở đây rồi. Đấy, nước nó ngấm ở đây rồi. Lên màu luôn, bởi vì trước con xe này là đổ cái nước màu hồng hồng nhá. Ốc ra nó có đục đốt. Phết, nó lên nó rất vàng. Ui, đấy, đỉnh như này sao nó không ăn dầu. Ui, mỏi nó bám bờ ấy. Con này có chạy sẵn bằng chạy 5.000 cây phải bổ sung 2 lần dầu. Cái con của anh bây giờ nó bị thế rồi đấy. Con xe máy ớt trắng ấy. Máy trắng. Ừ, nó ăn dầu rồi. Nó đi 3.000 là anh đổ vào đấy nửa lít. 3.500 là đổ vào đủ nửa lít. Kia vừa được. Kẹp hết xe bằng dầu kẹp, xe bằng dầu kẹp lắm. Hồng hồng hoặc đỏ đấy. Nói chung là xăng mang dầu kẹt hết rồi. Kẹt hết xăng mang dầu.
Thế thành quả vệ sinh có sạch không? Trắng bốp luôn. Ngâm mà phát xong rồi nhấc lên nâu vàng. Nhìn nó sáng choang nhỉ. Đây, quả của nó vệ sinh rồi đây. Vệ sinh trong tất cả các cái rãnh xác măng sạch này. Nhìn quả xem nó còn sẽ có sự khác biệt không, vệ sinh xong rồi đó. Bộ côn để mình lấy về mình thay thế cho khách hàng nhé. Tức là lên lắp những hàng chuẩn xịn này thì nó ok được. Đằng nào cũng mất công đấy, khi mình làm mình hạ lên hạ xuống nó mất rất nhiều thời gian. Đấy cái bàn ép này, bàn ép nhìn bề mặt của nó này, chất thép nó đanh. Đây lá côn này, cái lá côn nó mới này, nó dày nha con, rất là dày luôn. Đây, đây là lá côn xịn nha. Con xịn thì nó có giảm giật bằng lò xo nhé. Con xịn đấy. Bánh đà mình phải đi mình vớt lại này. Láng lại. Láng lại thì nó mới phẳng. Đi nó mới sẽ bị hết cái hiện tượng nó giật nhé. Còn trước đây là cái côn cũ của nó là đi nó giật lắm. Kiểu cái bề mặt nó bám nó không đều, nó không chuẩn. Khi mà nó bám không đều không chuẩn đây là cái côn nó hết đây là như khách hàng mô tả là nó đi lên dốc hay là nó bị gọi là như cảm giác như kiểu là bát cái lê ấy. Mình buông côn ra kể cả mình cắm số 1 đấy là cảm nhận như kiểu xe nó bị trượt không bám đấy. Mình so sánh luôn hai lá côn này. Đấy. Riêng côn Hàn Quốc mình không nói, nhưng mà riêng dòng nó côn của Nhật nó chỉ cần dày mỏng hơn một tí tí là nó có sự khác biệt rồi. Trong này thôi, nhưng cái bố của nó rất dày ấy. Đúng tiêu chuẩn của nó là 8 mm 2. Nhưng mà cái này trước khi vào là mình bây giờ mình ướm vào xi lanh trước nhé. Mình ướm xách măng vào xi lanh xem khe hở này. Khe hở ok thì mới tiến hành lắp ráp. Thì nếu mà rộng quá thì là phải có phương án 2.
hơi bị rung rung nhỉ. Ra được không? Ra được. Ok. Em lắp trụ cam vào rồi nhá. Lên trụ cam tí lắp xích cam nữa là xong. Úp vào là cỏ máy lên thôi. Cam nhá. Lắp xích cam này. Nói chung là dòng xe vai ớt thì đặt cam nó rất dễ. Thì thứ nhất là có dấu này. Thứ hai là xích này. Xích nó cũng đánh dấu mắt vàng vào, nó có điểm kiểm máy lổ, lổ máy số 1 này. Bên dưới kia nhé, dễ lắm. Cái này nó dễ, nó không như những cái xe khác, nó không có dấu, không có dấu thì mình phải lấy vố cam thôi. Đấy. Cơ đây. Đấy, cơ đây điểm mắt của nó này. Mặt cơ ấy, đấy. Sau khi xong cái này anh em cứ để quay quay thử một vòng để xem cái dấu cam nó có về chuẩn vị trí không, để tránh trường hợp là nó bị nhảy mắt, nó nhảy xích cam là nó sẽ bị lệch cam. Sai cam là lên máy là nó hiện tượng nó lổ là nó giật giật ngay. Điểm vừa lấy chụp kể cả cái vố cam bên dưới là nhìn chuẩn. Các ốc khác nhìn nó vẫn đẹp này. Vô kìa. Phân cầu lên được dưới. Anh em đang hoàn thiện lắp lá phôn này. Lắp ép này. Anh em nhá. Đây.
vẫn đang quay này, vẫn đang nổ này, độ rung của nó này mình đặt bằng cái đèn phản lên đúng như nguyên tắc. Ok chưa? Rồi động cơ nó hơi khói tí bởi vì nó vẫn còn đọng dầu ở trong bô nhé. Video tiểu tu xe Vios đến đây của mình kết thúc nhé. Nếu anh em có nhu cầu tìm hiểu về ô tô hoặc tìm hiểu về sửa chữa thì có thể là đăng ký kênh, hoặc anh em muốn sửa chữa ô tô thì đến địa chỉ gara BMT 591 Tam Trinh hoặc số điện thoại là 0856722 mình sẽ tư vấn cho anh em. Cảm ơn anh em đã theo dõi, xin chào và hẹn gặp lại những video tiếp theo.